Thời gian gần đây, một số nông dân tại làng hoa Sa Đéc đã sưu tầm giống lan Huệ có nguồn gốc từ Hà Lan với ưu điểm cho hoa to lâu tàn và mỗi đợt ra đến 4 hoa, gấp đôi so với giống lan Huệ cũ. Đặc biệt giá bán giống hoa này cao gấp 10 lần so với giống truyền thống nên giúp nhiều hộ có thu nhập hấp dẫn. Trời ơi, này nguyên cái vườn mà gặp về không chắc đã lắm ta. Theo bà con trồng hoa, đặc điểm phân biệt lan Huệ cánh kép này so với giống thông thường là mỗi hoa nở rất nhiều cánh hoa. Thời gian hoa nở cũng kéo dài hơn, khoảng từ 4 đến 5 ngày mới tàn. Và đặc biệt khi hoa nở thì sẽ có khoảng 3 đến 4 lá mọc kèm theo, tạo sự hài hòa cân đối cho chậu hoa. Điều này rất khó gặp ở những giống lan Huệ truyền thống. Hiện tại, giá bán của lan Huệ cánh kép này khá hấp dẫn. Những củ chưa có nụ sẵn đã có giá lên đến 80.000 đồng. Riêng những củ đã được xử lý có nụ sẵn được bán với giá từ 100 đến 200.000 đồng.